Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến online koreashop24h.com. Thưa các bạn, ở video trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về nấm linh chi. Video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về thành phần của nấm linh chi. Vâng, thưa các bạn, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh cũng như là đã công bố rằng nấm linh chi là một cái loại dược liệu rất là tốt, có thể nói là cực kỳ tốt. Vì nó giúp cho con người khỏe mạnh và nó hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh. Bởi vì là các thành phần trong nấm linh chi thì có rất là nhiều những cái thành phần hữu ích cho cơ thể. Đặc biệt là trong nấm linh chi có 5 cái thành phần mà có tính dược lý rất là mạnh. Nó hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất, rồi hỗ trợ cho thải độc, cũng như là làm đẹp, cũng như là làm tuần hoàn lưu thông máu. Vâng, đó là chất polysaccharide, chitobenoid, chất adenosine, các germanium hữu cơ và tinh chất axit ganodenic. Thưa các bạn, đó là 5 cái chất mà có tính dược lý mạnh nhất ở trong trong nấm linh chi mà hiện nay cả Tây y lẫn Đông y chúng ta đều sử dụng rất nhiều. Những cái chất đó để chữa bệnh cho con người. Ngoài ra thì nấm linh chi còn có những cái chất như là protein hòa tan, các axit amin, enzyme, các chất như đường, ancan và rất nhiều các nguyên tố vi lượng khác. Thưa các bạn, nấm linh chi nếu các bạn uống một cách đều đặn và để đạt được cái kết quả tốt nhất thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái hệ thống tuần hoàn máu tốt nhất. Và cái hệ thống tiêu hóa cũng hoạt động tốt nhất, bởi vì nó thải độc, nó thải chất béo, đánh tan những cái chất béo tích tụ lâu ngày, nó giảm đường huyết và những cái bệnh mà chúng ta thường hay mắc phải, để nâng cao thể trạng và nâng cao sức khỏe. Vâng, thưa các bạn thấy đấy là tác dụng của nấm linh chi từ những việc mà chúng ta sử dụng nấm. Và nấm có những cái chất mà tốt như vậy, và các bạn thấy rằng là nó rất cần thiết cho sức khỏe của con người, của mỗi chúng ta, của cá nhân bạn cũng như là từng người thân trong gia đình. Vì vậy mà các bạn có thể lưu ý để sử dụng sao cho hiệu quả. Vâng, thưa các bạn, mọi thông tin chi tiết về nấm linh chi cũng như các sản phẩm khác mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com hoặc gọi điện thoại đến số 0979149256 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.